Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nước tham gia cứu trợ thảm họa đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính phủ, quân đội và các tổ chức cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nước chủ nhà cũng tạo điều kiện cao nhất trong khả năng cho phép cho tất cả các đội hỗ trợ người dân. Tất cả các nhóm đều hợp tác rất chặt chẽ để bảo đảm những điều tốt nhất cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Bài học lớn nhất trong cứu trợ thảm họa chính là sự đoàn kết giữa các nước. Hiện nay có khoảng 36 nước tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân vụ động đất tại Hà Tây, Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả được điều phối, kết hợp khoa học, tạo nên chất keo gắn kết giữa các đoàn cứu hộ, cứu nạn. Việc các nước và Việt Nam điều lực lượng đến hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn là một sự giúp đỡ tuyệt vời. Công tác tìm kiếm, cứu nạn sẽ còn tiếp tục. Với sự hỗ trợ của đoàn Việt Nam, tôi hy vọng những nỗ lực hỗ trợ người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đem lại kết quả. Xin cảm ơn. Trong 4 ngày thực hiện nhiệm vụ tại Hà Tây, đoàn cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nỗ lực cùng các nhóm điều phối công việc cụ thể, chính xác, nhịp nhàng. Minh chứng là đoàn Việt Nam đã trực tiếp hỗ trợ tìm kiếm được 12 nạn nhân bị vùi trong những đống đổ nát. Sự hợp tác của Việt Nam mang lại hiệu quả cao, có thể thấy được qua các nhiệm vụ được giao phối hợp với các nước khác. Điều quan trọng nhất khi làm việc trong môi trường quốc tế với một nhiệm vụ phức tạp như thế này, đó là sự trao đổi chi tiết với nước sở tại, lắng nghe các yêu cầu để đạt được kết quả tốt nhất. Sự hợp tác này đóng vai trò rất quan trọng đối với thành phố và người dân ở đây. Điều quan trọng là chúng ta có thể làm việc cùng nhau, nỗ lực hết mình để cứu người. Tôi có ấn tượng rất tốt về quân đội Việt Nam. Tôi không thể nghĩ ra điều gì tốt đẹp hơn thế. Với những kết quả mà đoàn cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đạt được trong những ngày làm việc tại thực địa, chính quyền và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ luôn dành tình cảm, sự biết ơn và trân trọng với những người lính đến từ Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới đất nước Việt Nam. Người dân Việt Nam cảm ơn sâu sắc vì các bạn đã ở bên chúng tôi. Với bất kỳ yêu cầu nào từ các bạn, chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn bất cứ điều gì. Cảm ơn quân đội Việt Nam đã nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi. Những gì xảy ra ở đây đang được cả thế giới theo dõi, quan sát và những gì các bạn đang làm đã hết sức thành công. Sự phối kết hợp giữa các đội tìm kiếm của các nước càng chặt chẽ bao nhiêu thì tiến độ và hy vọng tìm thấy các nạn nhân càng cao bấy nhiêu. Cùng với đó là sự an toàn của tất cả các thành viên cũng được bảo đảm. Chúng ta không từ bỏ bất cứ hy vọng nào, dù là nhỏ nhất.